Vâng, ngày hôm nay thì em Việt lại tiếp tục mang tới cho các bác với một mẫu xe hàng hot đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Một trong những chiếc xe gầm cao 7 chỗ ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam. Có thể nói đây là một trong những chiếc xe đáp ứng rất là nhiều những tiêu chuẩn của khách hàng. Ví dụ như là trang bị nhiều tính năng, nhiều công nghệ, form dáng thiết kế hiện đại, trẻ trung. Đặc biệt là công nghệ động cơ của chiếc xe này cũng là một trong những dòng động cơ giúp chiếc xe vận hành một cách êm ái và tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất trên thị trường hiện nay. Và các anh chị biết, từng có thời điểm chiếc xe này chúng ta thấy nó đội giá lên tới 1 tỷ 500 triệu đồng thì các bác mới có xe để chạy ở trên đường. Nhưng ngày hôm nay, vâng, hàng hot cũng mất giá, chỉ còn loanh quanh với tầm tiền 1 tỷ đồng. Vâng, có nghĩa là mất giá 500 triệu, các bác đã có thể sở hữu được một chiếc xe mà em Việt cam kết luôn với các bác là một lỗi nhỏ, em hoàn tiền cho các anh chị 100%. Ok chưa ạ? Vâng, vậy thì chất lượng chiếc xe, chi tiết chiếc xe sao thì đây, các bác có thể cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc xe này các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn cho em là chiếc xe này của em là lăn bánh chuẩn 5.3 này. Con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Các anh chị ta có thể đem đi ra check hãng thoải mái. Cụm đồng hồ của chiếc xe này toàn bộ là đồng hồ điện tử. Đấy, vâng, và vô lăng của chiếc xe các bác có thể thấy là tích hợp khá nhiều những phím chức năng. Chúng ta có hỗ trợ giữ làn này, ga tự động giới hạn tốc độ lim này. Đấy, bên này chúng ta có nghe thoại rảnh tay. Ok chưa ạ? Vâng, và trên này chúng ta có một cái màn hình giải trí khá là lớn, hiển thị các cái thông số. Toàn bộ trên khu vực bản táp lô trung tâm này thì các bác thấy là được bọc da nhé. Đây là các chi tiết da này, kết hợp với các chi tiết hợp kim nhôm. Vâng, thiết kế cực kỳ hiện đại, đề nổ start top có. Nhưng mà chưa hết, các bác có thể nhìn giúp em là với phiên bản full này thì các anh chị ta sẽ có cần số là dạng điện tử, dạng nút bấm. Chúng ta ấn bằng cách sang số, bằng cách ấn vào nút cái nút như này, PRND. Đặc biệt là chiếc xe này thì nó có tới 4 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport, Smart và 3 chế độ địa hình. Các anh chị ta chuyển sang đây thì các bác có thể thấy là nó có tới thêm 3 chế độ địa hình: đường cát này, đường gồ ghề và đường tuyết. Và mỗi lần các anh chị ta chuyển sang chế độ lái thì các bác có thể thấy đấy, thì chiếc xe nó sẽ chuyển đổi giao diện với các cái giao diện thiết kế cực kỳ đẹp mắt, đúng không ạ? Đó, các bác có thể thấy. Được chưa ạ? Rất đỉnh luôn. Và thực sự là dù là một cái phiên bản máy dầu nhưng mà chiếc xe này với công nghệ Smart Trim mới của Hyundai thì gần như là chúng ta cảm giác nó động cơ nó nổ êm như máy xăng vậy, êm như máy xăng các chị nhá. Phanh tay điện tử có này, chế độ Auto Hold có này. Sưởi vô lăng, cam 360 độ vòng quanh xe và cực kỳ nét. Đấy, các bác phải thấy chúng ta có cam 360 độ nhá. Vâng, rất nét luôn. Sưởi và làm mát hai ghế đằng trước. Và các bác sẽ giúp em nhìn của em các chi tiết trên khu vực bản trung tâm của chiếc xe này. Nó còn mới kính con. Và xe thì đây, nguyên một đôi chìa khóa mới tinh. Đấy, để cho anh chúng ta tham khảo. Trong này chúng ta có một cái sạc không dây nhá. Cái hộp này là các bác có thể để vào đây để sạc không dây. Đó. Và các chi tiết trần này các bác nhìn này. Những phím bấm của nó rất đẹp luôn. Đấy, bầu trời. Rồi chúng ta có thể ngắm nhìn thông qua cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, xe được trang bị khá là nhiều túi khí. Đấy, giúp bảo vệ cho hành khách ngồi bên trong tốt hơn. Và phía đằng sau thì các anh chị có thể thấy là có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này, cổng sạc này. Đấy, và ghế trước thì các bác có thể muốn tăng cái thoải mái cho cái vị trí ngồi sau này, các anh chị có thể chỉnh. Đấy, gập ghế lên này, hàng ghế trước và đẩy lên đẩy xuống. Vâng, và nó còn rất là mới luôn các chị nhá. Con này thì các bác có thể đem đi check hãng thoải mái giúp em. Vâng, bao giờ các anh chị chúng ta cảm thấy chất lượng ok thì chúng ta giao dịch, được chưa ạ? Vâng, bao test hãng luôn. Vâng, và đây các anh chị nhìn này, chủ nhân cũ còn chưa kịp bóc hết ni lông bên trong xe ra. Đó, gần như chưa xuất hiện vết nhăn luôn. Vâng, chưa xuất hiện vết nhăn luôn các bác nhá. Đó, tất cả các chi tiết tablo tapi thì các bác nhìn giúp em này. Hệ thống âm thanh của xe thì nó được trang bị là loa Harman Kardon rồi. Do chất lượng âm thanh rất là hay và thiết kế của nó các bác có thể thấy là khá đẹp mắt, đúng không ạ? Và trên này chúng ta có một cái rèm cơ này. Đấy, để cho các anh chị chúng ta có thể che nắng. Ok chưa ạ? Vâng, rất tuyệt vời, nguyên zin nguyên bản toàn tập nhé. Con này không mất 1 cm keo chỉ nào luôn. Đó. Quá yêu luôn, đúng không ạ? Chiếc xe này thì đây, la răng thiết kế mới. Rất ấn tượng. Vâng, con này thì chạy 5.3 thì chủ cũ ta vừa thay cho các bác cả con này. À đây các bác thấy này, lốp vẫn còn theo xe luôn này, 2021 này. Đấy, vâng, chạy có 5.3 chuẩn nhá. Con này bao chuẩn cho các bác kể cả công tơ bét. Và tiếp tục chúng ta đi về với hàng ghế trước của chiếc xe này. Đấy, thì để các anh chúng ta có thể tham khảo giúp em. Đây các bác thấy này. Đấy, ni lông bên trong xe còn chưa kịp bóc hết ra luôn nhá. Đó, mới đến mức độ như vậy. Nguyên zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị. Vâng, được chưa ạ? Đấy, nội thất ghế da đằng trước này, màu nâu kết hợp với màu đen. Đấy, thiết kế nội thất bên trong thực sự là quá đẹp mắt luôn. Đấy, các anh chị nhìn thấy này.
đấy, xe chạy ít nên kể cả má ghế nó không bị nhăn quá nhiều. Ghế lái là chỉnh điện nhá. Con này thì có nhớ thêm hai vị trí ghế thì nó ở cái vị trí ở trên đây. Đấy, bản Tappy các bác có thể thấy là họ sử dụng khá là nhiều những vật liệu cao cấp. Đấy, toàn bộ kính là auto nhá. Hai kính là auto, tất cả kính auto luôn. Vâng, bốn kính đều là kính auto luôn. Đấy, nhớ hai vị trí ghế này. Đấy, cái quay cho anh chị này, từng cm một để các bác có thể đánh giá được chi tiết chất lượng của chiếc Santa Fe mà em đang có tại đây. Đấy, con này thì bao zin cái bản từng tem mác này các bác này. Đấy, năm sản xuất 2021 nhá. Đó, lắp ráp Việt Nam thì đương nhiên rồi. Đấy các bác nhìn này. Vâng, máy đang nổ rất êm. Và đây các bác nhìn này, con này là full lịch sử bảo dưỡng hang nhá. Đấy, xe chạy chuẩn 5.3. Đấy, vâng, hỗ trợ giữ làn này, cốp điện này, cân bằng điện tử chống trơn trượt, phanh tay điện tử có luôn này. Quá đẹp, và cam 360. Siêu nét. Đấy, và anh chị có thể nhìn cho em cái hàng ghế trước của nó này. Và không một tì vết luôn. Đấy, hàng ghế phụ đây. Chìa khóa một đôi, lại cộng bầu trời công nghệ. Quá đã lời luôn. Vâng, vậy thì chúc mừng các anh chị ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới tiếp tục cho các bác là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu 2.2 Premium với công nghệ hát chắc nổi tiếng đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Chiếc xe này thì như em vừa mới quay cho các anh chị ta một vòng cái nội thất bên trong. Vậy thì chúng ta thì tiếp tục cùng em đi ra ngoài và khám phá cái ngoại thất của chiếc xe này xem tình trạng nó ra sao các anh chị nhé. Vâng, không chứng chỉ có bộ la răng thiết kế rất đẹp mắt. Và chiếc xe này thì các bác thể thấy là nổi bật đó chính là cái phần đầu của chiếc xe này với một thiết kế cực kỳ hiện đại và trẻ trung mà hiếm cái thương hiệu nào có thể mang tới chúng ta. Hệ thống đèn LED định vị ban ngày thì các bác thể thấy là hệ thống đèn pha của nó thì chia làm hai tầng. Phía trên này là đèn LED định vị ban ngày này. Đấy, nó kéo thêm hai cái sọc xuống dưới. Và hệ thống đèn pha chính thì nó được trang bị tới hai bóng đèn bi Victor. Mặt ca lăng thiết kế rất lớn với các cái chi tiết sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn cho phần đầu của chiếc Hyundai Santa Fe. Và có thể nói đây là một trong những chiếc xe gầm cao 7 chỗ mà ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và với công nghệ Smart Trim, động cơ máy dầu 2.2 turbo thì cái khả năng vận hành cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu xe này thực sự rất đáng nể. Và nó chỉ ăn khoảng độ loanh quanh hơn 7 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp. Các bác thấy tiết kiệm chưa? Và form dáng thiết kế thì cực kỳ đẹp và trẻ trung. Và các bác có thể ngắm giúp em một vòng ngoại thất của chiếc xe này đi. Đấy, con này thì không từ gì để chê luôn nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Đó, lốp lắp này. Quá chuẩn luôn. Dạ, la răng lên tới 19 inch nhá. Đấy, xe này thì không có từ gì để chê rồi. Xi nhan tích hợp trên gương, cảm biến khóa mở cửa. Đây, quay cho các bác tiếp cái la răng phía dưới này, gần như là không một vết xước sát nhá. Và tất cả đời lốp là các bác thấy là còn theo nguyên dàn luôn. Đấy, lốp theo xe cả dàn thì chúng ta thấy là nó sẽ xác định được cái quãng đường của xe này đi, nó chạy chuẩn 5.3. Và tiếp tục về phần đuôi phía sau thì các anh chị có thể thấy nổi bật đó là đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao này. Và nhất là phần đèn hậu phía sau cũng được chia làm hai tầng. Đấy, bên trên là chúng ta có đèn LED định vị ban ngày này. Đấy, rất thiết kế rất đẹp mắt. Và phía dưới này là đèn xi nhan. Và đương nhiên là sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản 2.2 máy dầu với công nghệ hát chắc. Và bản này là bản premium, bản cao cấp nhất. Đấy, vâng, các bác có thể thấy là thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy là chiếc xe này vẫn đang có giá loanh quanh vào rơi vào khoảng hơn 1 tỷ 3 để lăn bánh vào trên đường. Đúng không ạ? Đấy, còn có một cái thời điểm thì các bác có thể thấy là 1 tỷ rưỡi thì các chúng ta còn chưa có xe để mà đi. Và nó hot đến mức độ như vậy. Và vậy thì tiếp tục thì em mở cái cốp cho các chúng ta xem nhá. Đấy, cốp là cốp điện. Đấy, chúng ta cần mở nhẹ thôi. Đó thì các bác có thể thấy là cốp nó sẽ mở lên. Vâng, vào đây. Đấy, hàng ghế sau thì các bác có thể chiêm ngưỡng giúp em này. Thì dưới này thì các bác có các cái chi tiết tất cả còn nguyên zin nguyên bản toàn tập cho các bác này, đồ đạc kích này. Đó, mới kính cong luôn nhá, từ tấm nỉ. Phía dưới này như anh chị ta thể thấy là chúng ta có thể chỉnh được tốc độ gió này, cổng cắm sạc này. Đấy, và gập ghế thông qua những cái nút bấm này. Đó, rất ok luôn. Vâng, mà các chi tiết phải nói là còn cực kỳ là mới. Đấy, cái như em nói là các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng nhá trước khi chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Đấy, và đóng cốp thì cũng chỉ bằng một nút bấm thôi. Đấy, các anh chị ta có thể thấy. Vâng, rất êm ái, đúng không ạ? Đó là phần ngoại thất và nội thất chiếc xe. Vậy thì bây giờ để tiếp tục đánh giá chất lượng chiếc xe thì em mời các bác chúng ta cùng em mở lắp capo, chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ của chiếc xe này các chị nhé. Vâng, và thì đây, xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khối động cơ 2.2 turbo với công nghệ Smart Trim mới của chiếc Santa Fe. Và em đang để nổ máy, nhưng các bác có thể thấy là máy nổ rất êm. Và các chị chúng ta nhìn giúp em này, tất cả từng con ốc này vẫn còn nguyên vạch sơn nhé. Đây, chân máy này, cabo này. Đó, các bác có thể thấy giúp em này. Hôm nay các anh chị tìm ra lỗi và đem hoàn tiền cho các bác 100% thì các anh chị ta cảm thấy yên tâm chất lượng nhá. Đấy, và bao check mọi miền của Tổ quốc. Và các anh chị ta muốn đem đi check hãng ở đâu cũng được với chiếc Hyundai Santa Fe 2.2 2021 mà em Việt đang có tới đây. Ok chưa ạ?
Vâng, vậy thì ngày hôm nay với chiếc xe này, cái mức giá mà em Việt đang chào bán cho em nó chỉ có 1 tỷ 030 triệu đồng. Đấy, còn thương lượng được. Vậy thì bác nào quan tâm thì trực tiếp nhấc máy và alo cho em theo hotline 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về xe này các chị nhé. Vậy thì một lần nữa cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.